biết em mang kiếm cầm ca, đêm đêm phòng trà dẫn tiếng hát cho người đời. Hỡi rằng anh ơi, hỡi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Em biết rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏ. Xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Hay quá Phương ơi, hay quá Phương ơi, hay quá em ơi, hay không em, hay không? Dạ hay lắm anh. Anh sao mặt hai mây đơ vậy? Tại vì anh chưa cho phép nên tụi em chưa dám thể hiện cảm xúc. Thể hiện cảm xúc đi. Hay quá hay quá chị hát hay quá. Được rồi. Giấu cảm xúc đi, đừng bao giờ thể hiện nữa nha. Phương, qua đây ngồi với anh. Dạ. Uống với em một chai nha. Anh nói gì vậy? Đó giờ em có bao giờ uống rượu đâu. Em uống không được một ly chứ đừng nói một chai. Anh đâu có mời em một chai rượu. Anh biết em không uống rượu cho nên anh mời em một chai sâm lạnh. Dạ đây. Thằng ảnh bao hết quán này chỉ để uống với chị một chai nước sâm thôi đó. Đây sâm lạnh của em đây, cầm. À, dạ. Vô. Em cảm ơn nha, vậy em mới uống ạ. À, chúc mừng sinh nhật của em. Anh Minh biết sinh nhật của em luôn hả? Vì em là Quỳnh Lệ Phương, sinh năm 1990. Em lên Sài Gòn được 6 năm. Em học thanh nhạc 4 năm và hiện tại đang là ca sĩ tự do. Gia đình có 4 người đang gặp khó khăn về tài chính, đúng không? Đặc biệt là chị sửa mũi 1 lần, gọt càm 2 lần. Ai mượn vậy? Ai mượn vậy? Hả? Mày á, mày mới sửa mũi 1 lần, còn mày gọt càm 2 lần cho nên cái mỏ nó méo kìa. Em không có giận đâu. À. Nhưng mà sao anh biết hết về em vậy? Một khi anh đã muốn biết chuyện gì thì không ai có thể cản anh được. Nhưng mà tại sao anh lại điều tra em? Vì anh thích em. Phương nè, hôm nay là sinh nhật của em. Anh muốn tặng cho em một món quà. Đây, đây là món quà anh tặng cho em. Đẹp quá à, em thích lắm á. Em mở ra xem đi. Mà tiền không vậy, em không có nhận đâu. Em cứ nhận đi. Anh biết gia đình em đang gặp khó khăn và rất cần số tiền này. Coi như đây là món quà mọn của anh. Còn một chuyện nữa, đó là làm bạn gái anh nha. Em cứ từ từ suy nghĩ. Anh chờ em 3 ngày. Anh biết là xung quanh em á có rất nhiều người đàn ông theo đuổi em. Nhưng mà anh tin rằng một điều, với trái tim chân thành của anh thì anh sẽ chinh phục được em và lo cho em suốt đời này. Em không tin hả? Phương, đây, anh thả tim cho em đó, anh sẽ chờ câu trả lời của em. Còn bây giờ anh về đây. Dạ em biết rồi. Dạ em có chuẩn bị tiền cho anh rồi chứ bộ. Tại mẹ em đã lấy đi căng da mặt hết rồi. Dạ anh, nhưng mà mẹ em căng xong da mặt mẹ em đẹp lắm. Dạ anh đừng nghe người ta nói bậy. Em mà qua sòng khác chơi á, anh cho trời đánh chết em đi. Em nói thiệt. Dạ em biết rồi, em hứa với anh là 3 ngày nữa em trả mà. 3 ngày nữa em đem tiền qua cho anh nha. Dạ sao anh? Em hứa nhiều quá anh không cho em hứa nữa hả? Dạ vậy em thề được không anh? Dạ em thề với anh là 3 ngày nữa đem tiền qua. Dạ. Dạ sao anh? Em mà thề nữa anh giết em luôn hả? Dạ em cảm ơn anh. Dạ em biết rồi. Dạ em hứa với anh là em không có thề nữa. Dạ em cảm ơn anh. Cứu em. Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Anh cứu tôi!
Không ra được. Cô ơi, cô có sao không? Cô ơi, cô ơi, cô. Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hứa dịu tình đau. Ngày tàn yếm lá nhớ người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ rơi biết nhau. Sướng quá ha, trực chốt bảo vệ mà nhậu hả mày? Làm gì không nghiêm túc, đưa chai rượu ra coi. Mày mới là thằng không nghiêm túc á. Mày đi trực mà giờ này mấy giờ mày mới tới? Thì tao có công chuyện tao phải đi trễ, tao đi trả nợ người ta chứ bộ. Mày á, tao nói mày nghe á, cuộc đời mày không có cái gì khác ngoài cái chuyện mà đi trả nợ cờ bạc. Mày mà cứ dính vô mấy cái đó hoài á, cuộc đời mày chắc chắn là mày sẽ tàn. Tao á, có thần bài độ mạng cho tao, thua cái này tao thắng cái khác. Ừ mày hay lắm. Tao không biết ai độ mày hay ghê. Rồi mày thua tan nát luôn, tao không hiểu được cái tiền đâu mày gỡ ra mà mày thắng mày trả. Ờ thì đi mượn nợ bạc 50. Mày á, lo cho thân mày kìa. Làm gì mấy bữa nay mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Bạn thân chơi với nhau, nhìn sắc mặt của mày tao biết mày đang có chuyện. Nè, anh em có gì tâm sự với nhau đi. Tao hiểu mày mà, mày thở ra là tao biết mày có chuyện liền. Không đến có mà. Mày mới giết người đúng không? Mày nói gì vậy Phước? Tao nói tao còn sợ mà, tao nói đại thôi. Giỡn mày làm gì dữ vậy mày? Làm gì mà mặt mày mà xanh lè xanh lét vậy? À, dạy tao đi. Vậy không lẽ là trường hợp thứ hai? Cái gì nữa? Không. Ý là tao nói mày chưa ăn gì á, mày đói mặt mày xanh. Tao mượn 20 nè, ngu đã ăn đi. Tao đi tuần. Mặt mày xanh lè xanh lét y chang mới giết người vậy tao.
Phước. Không, tao giết, đi đầu thú đây, tao giết, Phước. Tao là người giết người. Thằng Lao, hỏi mày nói đưa 20 đứa có 10 ngàn hả mày? Chào anh. Anh có phải là anh Tính bảo vệ không? Dạ, tôi đây. Có người nhờ tôi đưa cho anh tấm hình này. Lệ Phương. Đúng, chính là ca sĩ Lệ Phương. Phải nói là anh may mắn lắm á, mới quen được cô ấy. Một người vừa đẹp lại còn hát hay nữa. Nhìn trong hình, hai người còn rất xứng đôi nữa đó. Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào quất lớp sau đêm, thương em ngày nào không ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Tôi biết là anh đã có một mối tình rất đẹp với Lệ Phương, nhưng có điều này tôi nghĩ anh cần phải biết. Ca sĩ Lệ Phương chết rồi. Nè, nè, Tính, có chuyện gì vậy mày? Trời, cái thằng đưa tiền cho mua đồ ăn không mua, mua báo động mày. Ca sĩ Lệ Phương đã chết, còn trẻ về chết tội nghiệp quá. Có điện thoại kìa, nghe đi, nhìn tao hoài vậy. Dạ, alo, alo, chốt bảo vệ nghe đây. Chào hai anh bảo vệ. Dạ, dạ, chào anh. Chắc giờ hai anh đã biết được ca sĩ Lệ Phương chết rồi đúng không? À, dạ, dạ, em mới đọc báo. À, dạ, anh là ai vậy anh? Tôi là người biết được những việc mà hai anh đã làm với ca sĩ Lệ Phương. Ai, ai vậy Phước? Anh có bị điên không? Tụi anh biết gì? Tụi tôi là bảo vệ biết gì đâu mà anh nói vậy à? Hả? Anh là ai? Thiếu nợ giang hồ mà có tiền trả nhanh vậy hả anh Phước? Ai vậy? Thằng điên nào á? Điện nói lảm nhảm luôn không hiểu gì hết. Để tao bắt cho lẹ. Alo, chốt bảo vệ nghe đây. Chờ anh Tính, bạn anh có vẻ bất lịch sự quá à. Anh là ai vậy? Tại sao anh không mở loa lên cho bạn anh cùng nghe luôn? Tôi mở rồi đó. Anh là ai? Tôi là người biết được những việc mà hai anh đã làm với ca sĩ Lệ Phương. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Tôi hỏi một lần nữa, anh là ai? Trời ơi, cái thằng này nó bị điên, cái mày nói chuyện làm gì, cúp máy đi. Còn cúp máy một lần nữa thì đừng có trách tôi. Anh hù tôi hả? Phước. Gì? Ai chiếu đèn này? Đu tráng mày kìa. Anh bị điên hả? Anh tưởng tôi là con nít, ba cái đèn laser này con nít chơi thiếu cha gì? Anh làm gì được tôi hả? Nếu không muốn thấy viên đạn găm thẳng vào đầu thì đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Thôi được rồi, anh muốn gì anh nói đi. Tôi muốn chơi với hai anh một trò chơi. Luật chơi là do tôi đặt ra và hai anh phải tuân thủ theo. Thứ nhất, không được cúp điện thoại. Thứ hai, không được bước chân ra khỏi chốt bảo vệ. Và thứ ba, không được sử dụng điện thoại di động nếu như tôi chưa cho phép. Tao nói cho mày biết, tụi tao không phải là con rối của mày. Tôi đã nói rồi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Trước tiên, tôi sẽ cho hai anh xem một màn kịch nhỏ. Em đang về nè. Hả? Anh nói anh đợi em ở ngoài cổng hả? Dạ anh đợi em chút xíu nha, em ra liền á. Lê Phương. Anh làm cái gì vậy?
Tôi cấm cô, tôi cấm cô không được tiếp xúc với bất cứ thằng đàn ông nào khác ngoài tôi. Anh Tính, anh bị điên hả? Tôi và anh đã chia tay rồi, anh có quyền gì mà cấm tôi? Tôi cho anh biết bao nhiêu cơ hội chứ anh không bao giờ thay đổi hết. Anh có biết anh chỉ là một thằng đàn ông vũ phu ích kỷ không? Anh ghen tuông bệnh hoạn, anh hành hạ tôi biết bao nhiêu lần, anh có nhớ không hả? Và tôi yêu cầu anh không bao giờ được lại gần tôi nữa. Không sao đâu Phương, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết á. Anh sẽ chăm sóc cho em. Em là của anh, em là của anh, em mãi là của anh. Anh không, Phương, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh Phương ơi, không phải lỗi của anh. Tất cả là tại em bắt anh phải làm như vậy. Không phải là của anh, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh Phương ơi, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh Phương ơi. Lê Phương, Lê Phương, anh ơi cứu em. Đâu, màn kịch hay không? Mọi chi tiết đều đúng chứ hả anh Tính? Tôi có thiếu một câu thoại nào không? Chuyện này là sao? Lệ Phương có phải là người yêu của mày không? Phước à, mày là bạn tao, mày phải tin tao chứ Phước. Tao với mày chỉ là những thằng bảo vệ thôi, đúng không? Tao đâu thể nào mà tao có thể quen với một cô ca sĩ nổi tiếng như là Lệ Phương được. Nếu anh không phải là người yêu của Lệ Phương thì tại sao anh lại có tấm hình chụp thân mật với cô ấy, và tấm hình đó luôn được đặt trong bóp của anh vậy? Tính, đưa bóp cho tao, đưa cho tao đi. Mày không làm gì thì mày đừng có sợ. Đưa đi, mày đưa đi. Có tao ở đây mà, mày sợ cái gì? Tính phải. Được rồi, được rồi, tao là người yêu của Lệ Phương đó, được chứ? Nhưng mà không phải như vậy là lý do tao giết cô ấy. Tại sao mày không nghĩ là người ta chỉ dựng lên bàn kịch đó, người ta muốn hại tao? Đúng, đúng là tôi dựng lên đó. Bởi vì tôi không chứng kiến được điều đó, nhưng mà tôi nghe được. Anh nên nhớ, lúc đó Lệ Phương đang nói chuyện điện thoại với tôi đó. Và may mắn thay là cô ấy vẫn chưa cúp máy. Tao nói cho mày biết, nếu như mày biết như vậy, tại sao lúc đó mày không ngon mày chạy lại cứu Lệ Phương đi? Tôi có đến chứ, nhưng mà khi tôi đến nơi, Phương đã tắt thở rồi và hung thủ biến mất một cách ngoạn mục. Phước à, bình tĩnh, nhìn tao là Phước. Mày là bạn tao, mày phải tin tao chứ. Mày đừng có để cho nó dẫn dắt mày. Nó đang làm rối cái đầu của mày đó, mày hiểu không? Anh Phước, tôi có món quà này tặng cho anh nè. Phiền anh đưa tay xuống mặt dưới của tấm ván để điện thoại bàn. Mày tránh ra, mày tránh ra. Phước, con dao này là sao? Đó chính là hung khí giết chết Lệ Phương. Và trên tay vẫn còn nguyên dấu vân tay của bạn anh đó, và kể cả vết máu của Lệ Phương nữa. Chính mày đã giết chết Lệ Phương. Tại sao mày lại làm như vậy? Tính, Lệ Phương là người yêu của mày mà Tính. Còn anh nữa, nếu anh có đủ chứng cứ, tại sao anh không đi tố cáo nó đi? Còn bày cái trò làm gì? Bởi vì mọi chuyện chưa dừng lại đó. Đáng lý ra Lệ Phương đã không chết nếu như ngày hôm đó. Anh im đi! Anh! Tại sao vậy? Anh tại Phương, sao mày lại giết Lệ Phương? Lệ Phương là người của mày mà. Mày còn là con người nữa hay không? Phương, hả Tính? Tôi muốn anh im lại. Tố cáo mày! Anh đi tố cáo mày! Nếu không muốn viên đạn tiếp theo cắm thẳng vào đầu thì đừng làm bất cứ một trò nào hết, rõ chưa? Còn anh Tính, đây là màn kịch thứ hai mà tôi muốn cho anh xem. Trời ơi, ba ngày nữa,
ba ngày nữa làm sao mà đủ tiền trả đây? Lần này mình chết chắc rồi Phước ơi. Chết rồi. Anh, cô... anh ơi, cứu em, cứu. Cô ơi, cô ơi, cô, anh... cô ơi, cô sao vậy? Trời ơi, sao máu không vậy nè? Có ai không? Cô con chờ tôi chút xíu. Có ai không? Có ai không vậy? Có ai không? Trời ơi. Cô ơi, cô ơi. Buông ra, buông ra, buông ra. Ta khốn nạn, chính mày đã giết chết Lại Phương. Tao giết chết mày. Người giết chết Lại Phương là mày, không phải tao. Nếu mày không bỏ rơi cô ấy thì cô ấy đã không phải chết. Tao giết chết mày. Mày lên đây đi. Làm sao tao thấy con cô ấy? Tao thiếu nợ tụi nó. Nó đang đi sát tao kìa. Vì vậy tao phải lấy cái giỏ và bỏ lại cô ấy. Chính hành động mất nhân tính của mày, mày đã giết chết Lê Phương rồi. Mày tưởng mày tốt lắm hả? Mày có yêu Lê Phương không? Mày hành hạ đánh đập cô ấy, mày không phải là con người, mày là con bu, mày là con bu. cuối cùng thì hai anh cũng đã nhận tội lỗi của mình. Tôi đã đạt được điều đó rồi. Cảm ơn hai anh đã hợp tác. Vài giây nữa thôi, hai anh sẽ nhận được một sự tiếp đón nồng hậu nhất đó. Chờ đi. Bay em đây. Anh Minh. Phương. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Nếu ngày đó anh không tới kịp, cha em chết rồi á. Đừng nói vậy. Nhưng mà em có một điều thắc mắc. Là tại sao anh vẫn muốn dựng lên vở kịch đó vậy? Vì anh muốn cho hai ta nói một bài học. Và điều quan trọng hơn nữa là hắn ta sẽ không còn đeo bám em nữa. Giờ thì em hãy yên tâm, và anh sẽ luôn bảo vệ em. Ở cái dàn dựng của Sơn Trang thì cái nội dung thì anh tương đó anh hiểu. Như cái phần mà để mà gắn kết giữa các nhân vật nào là nhân vật chính trong câu chuyện thì mình cần phải làm rõ ràng nhiều hơn. Rồi thứ hai là cái mối quan hệ giữa Tính và cái cô gái ca sĩ này á, hiện nay là nó bị mờ quá. Tức là cái cô ca sĩ này bị hành hạ như thế nào là em, tại vì mình giấu á, mình giấu tới phần cuối cho nên mới kể ra, cho nên là khán giả nó bị đứt mạch khi mà theo dõi. Rồi những cái tình tiết như là bao vây cái trạm điện thoại rồi bị bắn đồ gì đó thì nó cũng tạo kịch tính cho cái câu chuyện thôi. Nhưng mà đứng về mặt bối cảnh á, ở Việt Nam mình á, cái anh chàng mà đại gia đó, anh sử dụng những cái trò đó đó, nó có an toàn hay không? Và đây là có cái chốt bảo vệ ở đâu? Đùng 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 ba phát mà có chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đó. Vì tại vì đây là kịch trinh thám mà mình ở trên sân khấu mà có tính ước lệ, nhưng mà nó ở có mức độ nào đó thôi. Ví dụ như kêu hai người diễn viên tới diễn kịch cho mày coi để vạch mặt mày, tại sao không phải là gửi một cái clip hay là một cái gì đó? Tại vì nếu mà đứng góc độ về hợp lý, về mặt không gian á, thì nó lại bị bất hợp lý cái chuyện đó. Chị rất thích cái gu của em, là cái gì nó cũng phải có hài hài tí, nó cho đỡ căng thẳng, rồi hài mà hài rất là dí dỏm, dễ thương. Và hôm nay lại xen vô những cái màn mà trinh thám cũng gây được sự hồi hộp. Nhưng chị cũng tiếp cái thắc mắc của anh Đức Thịnh là nếu như báo công an đăng là cổ chết rồi
thì sau này ông Minh gặp lại cô này thì nhân thân cô này sẽ như thế nào? Nhân thân cô này như thế nào nếu hai người vẫn tiếp tục sống với nhau? À chị, à, tại vì em có giao đãi là tay này tay đại gia điều tra hết tất cả mọi thứ và làm được nhiều chuyện như vậy, thì cái tờ báo giả thì em nghĩ chắc cũng không cần giải thích, vẫn có thể làm được như thường. Cái tờ báo nó nhầu nát, em không hề nói là tờ báo công an hay là báo Tuổi Trẻ gì cả. Nếu vậy thì em cũng nên xóa cái chữ công an, nếu mình làm mà làm tới luôn để mình dễ lý giải hơn. Cách dàn dựng thì chị thấy anh Thịnh nói cũng rất đúng, cái chỗ là nếu như nó không xảy ra chốt bảo vệ mà một cái chỗ khác thì nó hợp lý hơn, bởi vì chốt bảo vệ là cái nơi mà bảo vệ cho người dân, mà nếu mà vừa bắn súng người ta ra vô cũng nhiều thì chị nghĩ nó không hợp lý. Nhưng mà em cũng đã cuốn chị theo những cái tình tiết, chị rất là thích những cái cách dàn dựng của em vậy đó, chị tiếc cái bối cảnh thôi. Riêng về Đào thì Đào hơi thắc mắc ở đây là khi cái nhân vật tính này á, là với cái cô Lệ Phương hả, nói rằng là anh này chỉ có vũ phu với cô này, ghen tuông rồi này kia, chứ không phải là một người yêu đương thật thà hay là yêu đương nồng nàn, mà anh lại chọn cái ca khúc Thương Nhau Ngày Mưa, nó rất là giàu dạc, rất là nó không có, nó có sự cái phản kịch bản của mình. Hồi nãy giờ chúng ta đang thắc mắc cái chuyện mà em xử lý minh họa cái những hình ảnh mà những hai cái nhân vật bảo vệ này đã từng trải qua với lại cái nhân vật cô ca sĩ. Thì tôi nghĩ là nếu như không phải chúng ta đang sống trong cái thời đại smartphone, nghĩa là điện thoại thông minh, thì các bạn làm điều này ok, vì các bạn không còn cách nào thể hiện hết, đúng không? Phải đem người thật việc thật tới minh họa. Nhưng thời đại chúng ta đang sống là thời đại smartphone, điện thoại thông minh, iPad vân vân và vân vân, thì tại sao em không cho diễn viên sử dụng smartphone và đây là những hình ảnh hiện ra trong smartphone? Dạ thưa thầy, góp ý của thầy cũng là một ý hay, nhưng mà riêng em thì em thấy như vậy. Tại vì em đã nói rõ là anh này anh không có chứng kiến, anh chỉ nghe và anh dựng lại. Cho nên nếu như mà coi smartphone, mà em đã làm, đã coi smartphone rồi mà đã làm ở trên sân khấu nữa thì em nghĩ nó cũng bị dư. Tại coi smartphone thì phải là led nó mới đắt, chứ đã coi smartphone mà diễn trên sân khấu thì em lại nó không đắt. Nếu như em xử lý minh họa như vừa rồi mà cho diễn viên coi smartphone, đó là xử lý tính ước lệ của sân khấu và điều đó là thế mạnh của sân khấu. Còn màn hình LED là nó chỉ hỗ trợ thôi. Chính xác luôn á, là hai diễn viên diễn trước mặt khán giả này đâu. Nhưng mà khán giả vẫn hiểu rằng nhân vật của mình đang được xem qua smartphone. Thì nó rất là tuyệt vời. Chứ còn mình xem smartphone mà chiếu lên màn hình đó là chuyện bình. Thực ra mà nói anh thiệt luôn, xử lý màn hình ở trên kịch sân khấu là một cái dở. Thì nói chung là cái góp ý của thầy với anh Thịnh vẫn là cái hay. Và em sẽ lưu ý. Và số điểm của anh là 9,75. Xin chúc mừng số điểm đầu tiên 9,75. Xin mời thầy Công Ninh cho Xuân Trang 9,5. 9,5, xin chúc mừng ạ. Xin chúc mừng đạo diễn Xuân Trang.